Sáng nay, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã đến tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu chuyến tham quan Vịnh Hạ Long. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì lễ đón đoàn. Tham gia đoàn có Ngài Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Ngài Daniel Cadden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu, cùng lãnh đạo Quốc hội các nước và đông đảo các nghị sĩ trẻ các nước. Đây là hoạt động ý nghĩa đối với các đại biểu tham dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 để tham quan tìm hiểu về văn hóa, du lịch, đất nước, con người Việt Nam. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi ngày hôm qua, 16 tháng 9 năm 2023, tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã chính thức công nhận Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên của thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương vui mừng, nhiệt liệt chào đón Ngài Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới cùng toàn thể các đại biểu, nghị sĩ đã đến với tỉnh Quảng Ninh tham quan di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long. Sau thành công của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó tuyên bố của hội nghị lần này cho thấy vai trò của văn hóa như một động lực của phát triển bền vững và sự cần thiết phải thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng của văn hóa trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, hoạt động thăm Vịnh Hạ Long của đoàn đại biểu tham dự hội nghị sẽ là cơ hội để các nghị sĩ tìm hiểu về di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, nét văn hóa đặc sắc của đất nước con người Quảng Ninh, Việt Nam. Đây cũng là dịp để các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam cùng giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các nghị sĩ trẻ các nước, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác phục vụ các hoạt động nghị viện trong thời gian tới. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực đoàn đến dự. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc giới thiệu quảng bá hình ảnh, văn hóa, di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long với các nghị sĩ trẻ toàn cầu. Đề nghị các cơ quan chức năng, các bộ phận phục vụ đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối cho hoạt động này.